Mến chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình đến với cái công ty Thời Hưng ở Long Xuyên, An Giang nha mọi người. Nơi này bán các loại máy nông ngư cơ phục vụ cho nông nghiệp. Thì sau này mình sẽ để lại cái số điện thoại của công ty Thời Hưng ở Long Xuyên này cho mọi người trên tiêu đề. Ai có cần thì liên hệ tham khảo nha mọi người. Thì hôm nay là mình có cái cuộc trình diễn ở công ty mà Thời Hưng, mình sẽ quay một số máy cài cho mọi người cùng tham khảo. Trước màn ảnh hôm nay mình phát hiện ra một con rất là đã luôn ha. Con này rất là gọn, chiều dài nó cục đòn. Con này ba máy nè, thì cho mọi người xem F393. Con này F393 nha mọi người, động cơ rất là đã luôn. Con này có 3 máy nha mọi người, đặc biệt nó 3 máy. Để mình đi tìm cái giá của nó, mình chia sẻ cho mọi người cùng xem. Trước hết là mình nói về cái con này đi. Con này sức nặng của nó là có 1 tấn 90 kg. 1 tấn 90 kg rồi, coi như nó 1 tấn 1 đó. Nó có 3 cục tạ, mỗi cục tạ nó 30 kg nè. Thì thông số của cái bánh của nó là 8-16 là cái bánh trước nè. Bánh trước nó là 8-16. Về đây cái bánh sau. Bánh sau 12.4 nha mọi người. Đó. Để mình đi giáp vòng cho mọi người xem. Con này thì nó là đùi thẳng nha. Đây là đùi thẳng. Con này rất là gọn. Con này nói chung là phù hợp cho các loại như là như ruộng đồng mình là ít chừng thẳng tầm dài 30 công á. Xài con này rất là êm nha mọi người. Để dành chạy đất nhà. Đây là cái ngõ bô nó đây. Con này 3 máy nha, con này không có trục bô. Giá V88 nha, nhớ nha. Giá 290 triệu. Động cơ là TNV88 ha. 3 TNV88. 3 TNV88. 3 piston. 3 piston. 3 piston 88 ly. Rồi. Và TNV phun nhiên liệu trực tiếp. Phun nhiên liệu trực tiếp luôn. À, rất là đẹp. Máy này cũng rất là lớn chạy chạy trong thời gian lâu mà động cơ vẫn vẫn mát, rất là to. Công suất vẫn đạt tối đa. À. Ue thì cũng đạt trên cao. 84 vòng với một cái 836 vòng hay 584 với là so với mấy kia là nó cao hơn, mấy kia có 540, thằng này là 584. Cao hơn luôn. Ảnh ba máy mà BTO nó quay dữ hơn. Đó. Giá trọng lượng nha, trọng lượng rất là nhẹ, 1 tấn giá 290 kg. Còn ở trọng lượng thì nó có 1 tấn là 90 kg thôi, coi như nó 1 tấn 1 đi. Nó 1 tấn 1. Khi bà con mà có đất nhà cỡ 30 công thì sắm cái máy này xài rất là tiện. Cái dòng này nè, cái dòng này là nó cỡ là bằng với cái thằng gì của Kubota là 3.408 nè. Bằng gan luôn, 3 máy gan vậy nè. Vậy đó. Ừ. Mà thằng này mã lực của anh là 3 cục luôn. Kia 34 mã lực. Kia 34 à. Nhưng mà nó cục đòn giống thịt vậy nè. Con này à. Ôi cục gom lấy 351 quê có độc tập kìa quê, nó bị tôi độc lập kìa. Đây bên kia cái bên có 351 luôn ha, mình coi giá cái con 351. Con 351 này nó tấn mấy ta? Nó 1 tấn 6 80 kg. 351 thì tấn tấn 6 80 kg ha. Cái này thì 818 nha. Đó là 4TNV988 nữa nè. Còn ông này thì 13.626, rồi động cơ nó là 4TNV88. 4TNV88. Để coi cái bảng giá của anh này hôm nay ra sao nha mọi người. Đây này. 360 củ. Mình sẽ đi tìm mấy cái giá của cái con máy của dòng Yamaha cho mọi người tham khảo. Đây là cái con 357 nè. Ha, 357 giật nóc. Đây là đi giáp vòng rồi ta. Con 357 thì mọi người khá là quen thuộc rồi, thôi mình không có nói nhiều thì cái giá bản đồ bán tiêu rồi. 357 này giá máy không thấy để cái bản gì hết trơn vậy? Hả?
còn 357 này là giá 405. 405 ha. Không để cái bảng như vậy, để cái bảng như ông này nè mà ông hả? Đâu? Ô trên nóc, nội nằm trên nóc. Đó, đây nãy giờ thiếu sót kìa các bạn thông cảm. Nằm trên nóc. Đúng rồi, đừng quay vòng vòng nó kiếm cái giá về cho cái thằng ta thông cảm giá. Đây là 405 nha mọi người, 405 cũ. Đó, đầy đủ hết rồi nha. Ở đây dòng Giang Ma nói chung máy cài thì nó ở đây nó có 3 loại đó. Thì có 357 nè, còn 393T, bên kia là 351 là 351A. Rất là đẹp luôn ha, hàng bốc lửa, bốc khói, bốc lửa. Bây giờ ông lên đề máy con mà 393 này phát cái nghe lại đây. À 393 à, đúng rồi. Được không? Được không? Được không? Anh đang gần 393 hơn. Có con này là cái dòng này là ít thấy ngoài đồng ruộng nè. Bây giờ tôi muốn cho con này nó hoạt động cho người ta thấy, khán giả người ta coi. Bán được không? Cho lên nghe cái tiếng động cơ người ta mới được. Đâu rồi? Chưa có gắn cục bình nè. Nó đề tới mơ chưa xong nữa. Nó đề hưởng đẩy. Quá dữ. Một phát ngon nổ nha. Đó. Cứu lên đây. Cô đây nha mọi người. Cái động cơ này là cái kết cấu này nó thì nó cũng khá là gọn giống như cái con Kubota mà 3.4-8, nhưng mà con này nó tới là 39 ngựa, còn mà con Kubota nó có 34 ngựa nha mọi người. Con này nó mạnh hơn con 3.4-8. 584 vòng trên phút. Chỉ có một tấn là 90 kg thôi. Thôi mình nói nó tấn mốt thì có 10 kg đó là coi như cho nó tấn mốt đi. Rất là nhẹ ha. Phù hợp với như đất mà ruộng ít, ruộng nhỏ rồi đó. Chạy này rất là gọn. Đặc biệt nhìn thấy nó có dạ, gì quay rồi. Đừng có nghi ngờ nó được treo cái nó lại thẳng nha. Được bảo hành bánh lòng nha. Cái này nó BTO nó bấm nút như 357 luôn hả ta? Đâu cho xem mới coi. Không, BTO nó sử dụng càng gạt anh. BTO càng gạt ha. Dạ. Đâu, đây phải không? Đây. Còn bên này cho coi bên này là cái gì? Cái tay ben. À, tay ben. Số nè, số rất là dễ dàng. 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Nó có mức đó 1 2 4 đó, đúng không? Dạ. Giữa là nó. Rồi. Đây là 8 tiếng 5 lùi hả? Cái này cần tiếng lùi nè. Cần tiếng lùi. Đây các bạn, Giang Ma thì nó có cái loại này, loại rất là mới nè, là IH850. Cái loại này thì không phải mà có hứng như mà cái loại dòng máy cắt khác, mà nó là cái bồn chứa. Cái bồn chứa này rất là bự á. Bồn chứa này nó bao nhiêu lít ta? Ấy bao nhiêu bồn, nó chứa trong này bao nhiêu? Nó khoảng 1 tấn lúa, nằm ở tấm lúa. Cỡ khoảng như 1 tấn lúa trong này ha. Rồi bây giờ ví dụ như mà khi mình nó vô đầy bồn như vậy rồi mình khoan ra tầm khoảng bao lâu mới ra hết được cái bồn này? 1 phút 50 giây hả? Dạ. Không được 51 giây luôn hả? Không. Im vậy. Rồi chuẩn luôn ha. Cái tính từ cái đó lúc khoan nha là 1 phút 50 giây là sẽ hết bồn luôn. Là hết cái bồn này. Cái này mình thấy là mình nghe cái tin đồn là đặc biệt là cái dàn bánh, dàn chân của nó nè là bánh ngực, bánh lăn ngực, lăn xu này đúng không? Đúng rồi, nó sử dụng hộp số FDX đó là không sử dụng nhôm tách. Là hộp số không sử dụng nhôm tách. Chạy giống như là thể lực của là xe cuốc vậy thôi ta. Đúng. Khi anh quay đầu thì là quay đầu một chỗ là xe vòng tròn 360 độ luôn á, là bánh lăn ngực, bánh lăn xu. Quá dữ ha. Này hay con cái là như mình xây đầu xây chuyển rồi là dễ dàng nè. Đặc biệt cái hệ thống đằng sau này nó cải tiến là con lăn rất là dày, không phải 75 con lăn dày luôn ha. Con lăn dày 2, 4, 6 con lăn luôn. Con lăn nó dày không? Rồi cái bánh xích này thấy cũng bự quá nè anh. Bánh xích tới 5 tấc rưỡi. Bánh xích này là 5 tấc rưỡi luôn hả? Có hệ thống là bên bánh sườn luôn. Khi mà đi đắp lớp này cái bánh này bề ngang 5 tấc rưỡi như thế này anh tính ra là lớn hơn xích 95 mình không ta?
95 hả? Ừ. 95 em không có nghiên cứu gì không? Không gần đâu nha. Nó năm cái thử thôi, mấy cái dòng khác thì nó chỉ có này, chỉ có cái bản là năm tắc thôi. Cái bản này lớn thiệt nè. Cái khung gầm cũng khá là cao ha. Khung gầm cũng khá là cao. Khung gầm này tới cao lắm mấy tắc không ta? Gầm hả? Ừ. Khung gầm này và trên ra ra ở trạng thái bình thường là 4 tấc 2. 4 tấc 2 à. Nhưng mà khi bên lên là nó lên nữa hả? Ừ, nó lên nữa. Ở đầu té có vụ này đó trời. Nó lên bằng chỗ nào đâu? Bên trường, bên lên ha. Mà hiện tại là tôi chưa có học cái gì, chưa điều khiển được. Hồi nãy có bên gọn, nãy quay đoạn nè. Vậy thôi đi chết luôn đi. Đặc biệt là lái vô lăng giống như lái xe hơi nha mọi người. À, sướng không? À, bây giờ thì công nghệ nó về tới Việt Nam mình những làng độc là lại tiếng nào được cái tiếng nào tất cả sử dụng là trang bị là thép không rỉ không xài rất là bền. À dùng ba cái này là xài thép không rỉ đó ha. Ba cái mà nói chung dụng cụ như xung quanh xài thép không rỉ. Được có chứ. Cái mùi khá là cao. Động cơ thì 85 mã lực. 85 mã lực. Thì H85 mà. Ừ 85 mã lực. 85 mã lực. Có trục bô không ta? Có. Có trục bô luôn ha. 85 mã lực có trục bô ha. Đầu máy ha. Đây là bên trong chỗ ở dưới cái bộ điều khiển nè. Hộp số nè. Cái hàm của nó là bao mấy mét ta? Hàm 22 mét. Đây rồi cái hàm nữa rồi. Hai bánh máy. Hả? Hàm hai bánh máy. 2 mét hả? À cái hàm 2 mét. Đây mọi người. Hàm nhỏ mà nhai kỹ. Cái hàm nhỏ. Cái loại này là nhai rất là kỹ nha mọi người. Cái bông quánh bên trong bông cục của nó là bao nhiêu? Bông cục nó là 1m85 thùng đập á, gọi là thùng đập. 1m85 chiều dài đó thùng đập đó ha. Cái gần nó 1m4. Cái đó là để dành nhai ba cái lúa Nhật, lúa 3DF1 gọi là ngon lành đó ta. Okay. Rất là ok luôn. 85. Rất là dài. Đây là cái chỗ mà hút lên nha mọi người. Chỗ này nó có cái gió luôn nha. Rút gió ra đây nè. Hút bụi ra nè. Đó. Là nó sẽ giảm thiểu khi mà nó ra bụi lên trên. Nó xúc ở đây thổi bụi ra này. Đấy, lúa rất là sạch luôn. Đây đây nè mọi người. Đó, đây là cái bu ly để mà nó chuyển ấy lên thôi. Đây là cái bu ly của cái canh tác trung gian. Khi mà lúa vô hàm cắt lên canh tác trung gian này nó sẽ chia lúa ra nhiều phần nó rất là đều nhau, bởi vì khi vô thùng đập thì nó sẽ không bị cuộn rơm cục á. Nó tránh cái trường hợp ra lúa. Em như ta. Cái dòng máy khác mà nó ra rơm cục là chắc chắn lúa nó sẽ bị gối trong đó nha. Rồi, hay. Quá là hại ta. Đó. Mấy dòng máy khác là không có cái canh tác trung gian này đâu nha. Cái con này thì đây mọi người. 800 củ. 800 củ. Nó chữ G đó là G. Giờ là cái đầu cái khoan ra. Bây giờ thì cho mọi người xem cái dàn chân này. Ben trường lên. Bây giờ ben lên cao rồi đó. Lấy thước đo liền. Cái này khung gầm rất là cao ha. Khung gầm cao như đây là tiện cho cái việc mà đi lầy thôi. Lầy đúng rất là tiện luôn. Video của mình xin ra đây kết thúc nha mọi người. Thì ai có cần mà liên hệ mà tham khảo mà mua những cái dòng máy của 0964081234 của công ty Thời Hưng, thì mình sẽ để lại cái số điện thoại công ty Thời Hưng ở trên cái tiêu đề cho mọi người cùng tham khảo nha.